Mạnh tí nữa đi nha. Vấp vấp. Bình tĩnh mạnh ai không vội lên cao. Quả hơi dài nhỉ. Anh em một cắt sang bên kia mát này. Đang còn rộng mà. Thôi để phơi nắng trắng này. Bảo một sao mà anh? Ừ, chạy về kênh, chạy về kênh. Con đi vào cọc chờ xem quý quá. Anh công lên mà sút. Em đảm bảo đứng lên đây người ta nghe được cả. Tốt. Chân áp lên mày, áp lên. Không chơi được đâu. Đấy, dạy thủ tục cho bao nhiêu cái này. Mà tiếng thì ba đến thì thấy thằng em ngồi dưới đất cái này không mà. Cái lúc này mình gầm cái này, vui. Thứ vào hơn nữa nhiều đấy, để sau em tôi giảm nữa. Lên mày. Mày vòng ở đây này chứ mình chẳng biết người ta đâu. Số. Em chạy dạt cái biên đấy chứ không phải chạy xe buýt gì đâu. Đấy là sao rồi. Đúng rồi mày, đúng rồi. Lo kìa, lo kìa. Bóng rồi. Giữ bóng. Go!
Anh hỏi phải chỗ mua này à? Anh đang hỏi chỗ mua. Kiếm. Đang hỏi chỗ mua để chỉ chỗ mà anh không hiểu. Đạt ơi. Chơi này, chơi hai người ra. Mặc mép chết rồi. Bấm được cái dưới này thấp rồi. Gôn. Bình tĩnh nhá, quên anh ơi. Lần sau có cái quan chức nào cho anh đi bắt tay cùng này được em bên chưa đoán người kia thôi. Mình thấy là anh đây này chỉ từ phòng đó thế cho làm gì với ép mình tốn sức sai mình đã học cái bé này nhảy bóng nhìn đi đứng nhìn ngon nhìn đó mà Ra biên. Dậy nhảy đi. Sút luôn. Thái cô cà. Quay được. 16. Đang bị thay rồi. Đây mình nhớ đây.
ngược lên. Vào nó là gì? Nào da bị loại rồi. Ông ơi, ông nào bảo bạn nó da bị loại. Nó 4 điểm rồi, nó 4 điểm không biết sao. Thằng nó trận này nó chắc thắng. Đầu 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 thua mà. Đầu thua trận sau hòa. Thế anh cùng qua. Anh ơi, công bắt bà nhưng bắt không được. Rồi. Đi đi đi. Xem qua anh bảo họ nhặt không? Dạ anh ném cho. Đi đi đi. Đất chuyển, đất chuyển. Chuyển mạnh chân em ơi. Gãy chân. Bên đây này. Linh ơi, chuyển đi em ơi, dừng sốc. Cột 2. Em cũng nắng như anh. Con. Mấy người thằng này đối mặt thành quyền anh ạ. Anh đã nói rồi, em chắc mình ngon đâu. Chỉ cầm bóng để mà đi rồi, chứ không có máy được đâu. Em đợi nó lên rồi. Đâu ra. Thủ vô nó thì đúng. Khỏe lên. Bên kia kìa. Thình thường đối thủ. Go. Tôi là yếu này không cần. Đã đi anh Tổng ơi. Anh có đá đâu chị? Rồi bỏ đi. Bỏ. Anh tiến lên.
Em khó lắm. Đồng giờ này. Giúp bác cô tay. Cô tay, cô tay. Cô tay, cô tay. Mày ơi. Đang nghỉ em ơi. Cô tay ơi, anh nào mới đợi ra nữa, anh nào mới. Cổ tay từ mày đâu làm vào sân hết giờ 15 phút cái bên kia đây bảo à bảo cái bấm mình tầm 5-7 phút cho nó ấm lên cho nó cân nhịp không không sao ra cho nó sao sót 5 phút rồi anh ơi quy chạy cái này chuyển đấy đây rồi leo bút đi bút đi leo 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 lên trời ơi. Ở nhà thì xúc bút kinh lắm mà leo lên mà bút rồi tốt 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 mình để giờ đây nhỉ 5 phút à 5 phút rồi đâu không 5 phút à ơi đội bóng đi hai người sau kìa ba người sau bắt vào bắt vào ba người sau stop chạy xuống béo chạy xuống béo chạy xuống béo mình nhớ mày mất chết nha trời ơi truyền chắc cái chất lên mày em yên mày giữ lại hơi lối đấy sao mình đã chuyển đấy của ông chuyển đấy đã chuyển rồi nhanh chết chết rồi chân lên dài thế thì nhìn nó biết chân nó dài nó cứng đẹp ba hà lên đúng không hà lên sao chí ăn rồi rồi ăn rồi cái điều bên đây bao trời ơi chạm tay mà sao có một đang có một quả này trời ơi truyền truyền không thôi quả bóng đứng đây đứng đây mình cắt đòn này sao vậy rồi trận này thì trận này chúng tôi thủ tục không nó may ông cuối tôi biết phải đồng em ơi hay cho anh Linh đi anh đến tôi đây tôi đây trời đất vào đá bóng như thế này cứ kéo đi nói nhiều chuyển đi Linh
mới nhiều. Thôi. Đâu cao. Đấy này, đấy này. Tôi nhìn đâu. Không nói tục. Thế tầm mấy phút không? 5 phút. Các bạn, lấy em ra, anh Linh anh gì có này, anh tìm. Sao anh bảo? Treo vào. Trời, chuyển đâu ấy. Đây này, đi béo ơi. Đất tiêu vào bóng này, đất tiêu vào bóng này. Chuyền những người biết tập bóng, chuyền bóng mình. Đúng rồi, chuyền vào đây. Đúng rồi, này, này, béo này. Đây luôn, nhanh. Đập số 9 này. Đấy. Đổ bóng lên mà đá. Cầm lại. Đây là Huy này. Huy nhìn, nhìn này, nhìn. Rồi, đâu, xử lý. Đấy, lên mình. Trời ơi. Đơn giản lên thôi. Đi lại cái này. Ơ, hút. Linh cái kiểu là cái ấy quá. Chuyền đi, số 9 đây. Huy lùi lại Huy. Tốt nhỉ. Siêu phẩm. Siêu. Anh em thành Linh đi, anh em đá đi anh em. Siêu bác cốt tay. Chuyền xe. Cốt tay. Linh ơi. Đang nghỉ. Đó đây. Ừ. Hai mấy cầu. Lên vào mày. Lên vào trên. Hai chuyển nào. Cố lên. Cố lên đi nào. Kìa này. Anh nhiều quá, bao từ cái kia. 6 mất quả bóng một người khác đấy. Quay nhanh cái chân lên một cái là có bóng ngay. Cố chân này chạy. Cứ chuyển cho nó xử lý. Vamos. Go! Đấy, mình nhân mày đấy. Lại đây. Lên. Ôi trời. Không bắt chứ. Không bắt lùi tí. Em ở dưới hồ hiện hay là ở dưới hồ nói? Hồ rồi dưới. Bên đây này. Hồ dưới đi. Hồ thằng thua đi nào. Hồ thua đi. Đứng lại. Đúng rồi. Cài nhắc cài thoải mái. Tốt đây, cài tiếp. Tiếp tục, tiếp tục. Gà béo. Đúng rồi. Chưa có bóng rồi. Lời chờ cái tiếng vàng lại phạt ở trên giờ. Mày nhìn, mày anh nhìn. Đây này. Lại tận dụng ông kia ông nào ông làm bóng được thì chuyển bóng cho ông nào. Mấy hả, cứ đam này. Đẩy bóng nhiều cho ông nào. Đó. Đứng gần quá, đứng xa ra, dặn bao lần rồi. 27 đá. Đá lại biên, đá lại biên. Đá lại biên. Bên mà, lùi ra này. Đá chung người là thẻ vàng, đứng gần đá chung người là thẻ vàng thôi. Chung người là thẻ. Bây giờ nó không đi ấy. Đá không chung người đứng không thẻ nhưng mà đá chung người là thẻ. Chạy béo, chạy cánh, cánh béo. Tiền đâu mà đi đồ. Lấy bóng Huy. Đúng bóng lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Đường đi vào nữa. Rồi ok. Không sao, không sao. Đây, mình nhận anh báo. Chuyền kia. Nam Hiền An đứng dậy nào. Giật quả đấy luôn. Cứ bắt Nam Hiền An đứng dậy. Giữa này.
Đang Nam nữa. Yêu thế. Đứng đi mình, đứng đi béo, đứng đi béo, đứng đi, người ta chạy về. Em sau. Rồi. Anh thở đi, béo thở. 9 phút là 10 phút anh. Tùng muốn vào không? Cho em vào đấy 3 phút. Vâng, Tùng với tôi thay vào với béo tiếng nữa. Vào đi đằng nào. Vào đi. Anh em đá đi. Hòa mình cũng nhất bản mà. Gì mà phải 3 phút chứ, vào đá đi em. Thoải mái đi. Khi còn 3 phút rồi đá 3 phút. Tâm lý không phải tâm lý, cứ thoải mái lên mà đá. Đá không được, đá được cứ pha bóng cũng được, không sao ấy. Chúng mày mà không vượt qua được tâm lý thì chúng mày không bao giờ đá được. Tuấn, Tuấn, mình nhận anh Tuấn. Hay quá nào mày, lại cho Tuấn tiếp. Sao? Sao? Hai đi anh. 11. Cô ta. Bên kia tỷ số như nào? Vay bạn ơi. Mấy ngày ra nghỉ luôn nha bạn. Tiền vào. Ok nè. Hay không? Mình thắng được này Nghệ An chắc mừng lắm. Mỗi lần hay có một người thôi. Nghệ An thắng được à? Thắng được mình Nghệ An nó mừng lắm. Nghệ An ra tổng quán mêu không mới quay đi. Quay đi. Bỏ bóng thì phải nhìn người nhá. Ok, keeper. Thầy nó gọi vào thầy phim béo. Anh ơi. Anh ơi. Ông kia. Hai quả. Béo ơi, đừng có chia. Hết rồi đấy. Đây đây này, em đây. Lên. Lên, lên đi. Cao ok là. Đấy, bật luôn hay. Anh tính cho vào trong kia. Trời ơi, sao không bảo không lách trên chân phải chút nhỉ? Tuấn có chạy hơi tù nhỉ. Quả đấy ông bảo không lách trên chân phải chút nhỉ. Hay quá nào mày, thủ môn bắt lại. Bỏ cũng được, giữ. Giữ, giữ từ từ. Cái thằng này. Đấy, bỏ chân vào đi. Đi. Bỏ chân vào ngay, Minh. Bỏ chân vào đi. Có tay, có tay. Xin ba. Huy ra nghỉ em ơi. Từ 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 từ. Từ, bóng của người ra khỏi sân rồi vào. Rồi vào. Huy vào rồi. Bố nữa mà. Nào mà, à. An ơi. An thay bảo. An ơi, chuẩn bị vào thay bảo. Chuẩn bị được gọi đội tiếp cho anh. Điểm xin đi anh ơi, để phải phải đây anh. Trái. Đúng rồi. Sút. Không đỡ cho trái được. Thay bảo em ơi. Nốt hả? Ui. Nam ơi ra nghỉ em ơi. Nam với lại An vào cho anh. Ừ ok em. À? Gọi tên là đúng hơn à? Sao hả? Hai người đây. Ngày nay hết giờ kìa. Nam ơi. Để bảo đến sau Nam ơi. Nam thòng An ra cái. Cứ việc lại để cái chân trái của tôi xử lý. Vào luôn đi là trưởng. Hay quá Nam ơi. À, nó phòng ngự tốt đấy. Nó phòng ngự nhanh lắm. Phòng ngự tốt, tấn công thì không nói nhưng mà phòng ngự thì đẳng cấp. Tấn công thì nó rườm rà. Đôi khi những quả chuyền đẹp không chuyền.
Tung chạy, tung chạy lên Tùng ơi, tung chạy lên. Chuyền trọng luôn bên kia, bên kia Tùng. Rồi. Rồi, về luôn, mất bóng tự về. Chạy lên tiếp. Má có hai cái đá không được này. Tuấn, Tuấn. No. Em ấy hiền vào lâu chưa? Lâu ấy. Hiền vào lâu chưa? Mà hết giờ rồi thôi. Hiền vào từ khi nào? Hết giờ. Anh nhiều mới vào. Cứ được vào thì cứ vào đi. Thứ anh cứ chuyền tay đi, không cần vào. Trần không chuyền dài được. Làm anh chuyền cho anh nhỉ? 4-1 hay 3-1? Thấy không em? Thấy có tổng thằng tiền vệ tệ nạn nó quay ra nó bắt em, xong bắt đầu chuyền chuyền cho anh phải khoáng. Quay về được không? Ai à, ai à, ơi trời ơi, anh báo thằng cô nó xuất đi. Đúng đúng rồi em. Ôi bay cả tay lên xem người. Tùng nó xuất rồi. Em ơi quay về nhanh nào. Hiền về giữa. Đứng quay đầu luôn đi, không chạy. Còn một quả đóng trượt thì nó anh bảo không hiểu ý đâu anh. Sao được càng quãng người, người ta phải vừa nhìn bóng vừa nhìn người. Ok. Bóng mà